mắt gì, mắt song song nè, phần lớn người ta ký hiệu bằng song song là cái chữ này nè, Bảo Ngọc ký hiệu song song nè, Đúng toán học này rồi. thấy chưa, chị Vâng. nhớ mắt song song thì cái gì bằng, Thôi, dạ u có rồi đó. u bằng, nhớ giùm đi, Dạ mắt sao? song song thì u bằng, cách vẽ song song như sau đây, nhìn kỹ nè, Rồi, ở dưới đó, giống vậy thôi. Không biết mà, đây thấy là hơi ngại không? R1 nè, R2, nói lại đi, mắt song song thì U bằng U bằng thì đồng nghĩa U1 bằng U2 2 bằng cộng U, U cả U2 mặt. Mắt song song thì U bằng. U1 bằng U2 bằng U cả mặt. Tiếp tục, R tương đương, nhớ R tương đương nè, ở đây có mấy thôi, có 2 hai thì nhớ thuộc công thức này luôn, bằng R1 cộng, R2 hay xin lỗi, R1 nhân chứ, nhân nhân R2 chia cho R1 cộng R2. Ok. Đối với hai thôi nha, đối với hai điện trở thôi thì phải thuộc công thức này. Được chưa? Thì y cũng vậy, y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng y y1 cộng y2 cộng y3. Được chưa?